Tôi tên là Tiêu Thập Nhất Lan. Nếu cô không nỡ, tôi sẽ mở giùm cô. Hãy tìm một chỗ cho phu nhân nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại đây. Tôi không muốn làm cái tàn của huynh nữa. Chúng ta cùng về đây. Tôi phải cùng bước ra ngoài. Ta bèo nước gặp nhau tuy chỉ có một thời gian ngắn ngủi, nhưng trong cơ thể của tôi có mùi chân khí của huynh. Đứa bé trong bụng của cô còn chưa chào đời mà bắt nó chết chung với cô, cô không cảm thấy nó vô tội sao? Nơi chung dấu bảo tàng của đạo soái Sở Lưu Hương. Hậu nhân Tiêu gia chúng ta tuyệt đối không được tham lam tiền tài, bội tín bội nghĩa. Món nhuộm trần giả mão của ta, mối thù này tới nhất định phải trả. Ê, trời ơi, Tiêu gia tỉnh rồi, Tiêu gia tỉnh rồi. Trời ơi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận đó. Ông là ai vậy? Là ông cứu tôi phải không? Nơi này là nơi nào? Tiêu gia, nơi đây là nhà của cậu mà. Nhà tôi? Ông là Toàn Thúc. Thiếu gia, chúng tôi rất sợ cậu đã quên hết chúng tôi. Thúc nói cái gì vậy? Tôi không nhớ chuyện gì hết. Từ khi cậu bệnh đến nay cứ hôn mê bất tỉnh hoài à. Buôn bán của Toàn gia đã bỏ dở một tháng mấy nay rồi. Cũng may nhờ phu nhân chống cự gia đình này thôi. Phu nhân tôi? Tức công, chàng tỉnh rồi sao? Phu nhân à, chàng tỉnh lại thì tốt quá. Tất cả mọi người đều rất lo cho chàng. Cô là Trầm? Chàng lại nhận lầm thiếp nữa. Nhận lầm cái gì? Thiếp là Trầm Bích Quân, chàng là Tiêu Thập Nhất Lan đó bà, có đúng không? Trầm Bích Quân, Tiêu Thập Nhất Lan, cái tên quen quá. Không phải, không phải tôi. Tôi là... Huynh nghĩ ra chuyện gì? Tôi... Cha ơi, cha giúp con. Cha ơi, chạy thiếu gia, đừng có chạy nhanh quá mà. Lãng Nhi, Lãng Nhi. Chàng nhớ rồi ạ. Chàng nhớ ra Lãng Nhi rồi sao? Cha giúp con với. Cha con vừa mới khỏi bệnh, phải nghỉ ngơi thật nhiều. Lãng Nhi à, ra ngoài chơi một mình đi. Không chịu đâu, con muốn cha giúp con. Lãng Nhi, cha hứa với con, hôm khác cha sẽ chơi với con, được không? Được. Ừ. Là tổ tiên phò hộ hồng phước của Phương gia đó. Cuối cùng tướng công đã bình phục, chúng ta nhất định phải tạ ơn trời Phật. Chàng dạy Lãng Nhi viết chữ rồi à? Uống chung trà đi. Trà đâu có gì ngon đâu. Hay là phu nhân cùng ta uống chung rượu đi. Rượu có hại cho sức khỏe. Xưa nay tướng công đâu có uống rượu. Sống ở đời hiếm khi được say. Cuối cùng do dự sống trong mộng. Nếu như đang sống trong mộng mị, sao lại không uống thật say? Chàng nói gì vậy tướng công? Bộ cô còn cho rằng tôi là tướng công của cô à? Nghe tôi nói đi. Trà ở đây mới là có hại cho sức khỏe. Ngược lại rượu có thể giải độc. Uống hết chung rượu này, cô sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện, sự việc sẽ càng rõ ràng. Đây. Chết ra đi, tôi không uống. Thật ra ông là ai? Thật ra ông là ai? Ông không phải là tướng công của tôi. Tôi là ai à? Về bản thân cô, cô là ai? Tôi là Trình Nhược Sương. Tôi là Trình Nhược Sương. Ông là tướng công của tôi. Ông là trang chủ của Trà Trang. Chúng ta có một đứa con trai. Là vậy đó. Cô thật sự không nhớ ai là Trầm Bích Quân thật sao? Ai là tướng công của cô Liên Thành Bích rồi? Trầm Bích Quân? Tôi không nhớ. Không phải đâu. Tất cả chỉ là giấc mơ.
Không phải đâu. Nè, trà này có độc đó. Để chúng ta coi mọi chuyện trong quá khứ chỉ là giấc mơ thôi. Không đâu, tất cả không phải là sự thật. Mọi chuyện là giấc mơ thôi, không phải sự thật, không phải sự thật. Tất cả chỉ là giấc mơ. Nếu như cô không tin, tôi có thể chứng minh cho cô coi. Đâu mới là giấc mơ, đâu mới là sự thật. Đi theo tôi. Đừng, buông tay tôi ra, buông ra đi. Ông dẫn tôi đi đâu vậy? Ông dẫn tôi tới đây làm gì? Nơi đây là nơi chứa hàng mà. Sau khi vào trong, cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Nơi đây là đâu vậy? Là một nơi không nên ở lâu. Chúng ta đi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Không biết, rời khỏi đây rồi hãy tính. Như vậy, chủ nhân chờ như vậy lâu rồi, mời đi theo tôi. Thì ra là huynh à. Dân trà. Dạ. Vị này chính là Tiêu Gia Hầu trang chủ của Ngoạn Ngẫu Sơn Trang. Huynh chính là Tiêu Gia Hầu. Tiêu Thập Nhất Lang, Liên phu nhân. À, nên gọi là Trầm cô nương thì mới đúng chứ. Đã lâu không gặp, như vậy vẫn bình an chứ? Mời như vậy dung ra. Trầm cô nương, có sợ trong trà có độc à? Một phương pháp thất bại làm y như vậy hai lần, không phải là hành vi của Tiêu Giao Hầu đâu. Hay, Tiêu Thập Nhất Lang quá là Tiêu Thập Nhất Lang, tài cao lại to gan. Hơn nữa, vạch trần kế hoạch của ta sớm hơn so với ta dự đoán. Coi ra, ta phải ước đoán lại năng lực của huynh mới được. Điều thất bại nhất của huynh chính là huynh không nên tìm hai người không phải phu thê giả dạng phu thê. Ừ? Bộ phu thê họ diễn tệ lắm hay sao? Đúng vậy. Tay của tướng công bị phỏng, thê tử không hề quan tâm chút nào, sao lại là phu thê được chứ? Nhờ vào điểm này thì ngươi có thể vạch trần tất cả sự sắp xếp của bọn ta. Tuy rằng họ đã lòi đuôi cáo, nhưng mà với bản lĩnh của một mình Tiêu Mẫu cũng không có bản lĩnh. Biết được thì ra trong trà có độc. Chẳng lẽ còn có ai thông minh hơn Tiêu Thập Nhất Lang hay sao? Quả thật mấy người có thể gạt được Tiêu Thập Nhất Lang này, nhưng mà mấy người không hoàn toàn gạt được Liên phu nhân. Tôi, Trầm cô nương đã quên hết mọi chuyện trước đây sớm hơn ngươi. Là một nữ chủ nhân trà trang nhàn nhã hơn ngươi nhiều. Thử hỏi như vậy, làm sao cô có thể vạch trần kế hoạch của bọn ta? Tuy Liên phu nhân trúng độc nặng, nhưng cuối cùng mấy người cũng đã bỏ sót sự gìn giữ trinh tiết của cô ấy. Thì ra là vậy. Nhờ vào tối hôm đó Trầm cô nương đã từ chối thân mật với huynh, ánh mắt e thẹn đó mà huynh đã có thể vạch trần. Đúng là không hổ danh Tiêu Thập Nhất Lang. Khách sáo. Vì một Tiêu Thập Nhất Lang thôi mà dùng đến di hồn đại pháp của Tây Dược thất truyền từ lâu, còn có trà thất tâm. Hình như huynh quá đề cao tôi rồi. Huynh đừng quên rằng thật ra chúng ta đang chơi trò cúc bắc. Bấy lâu nay trò chơi này vẫn chưa kết thúc. Nếu như muốn thắng, nhất định phải tốn công sức. Nhưng mà công sức ta bỏ ra không hề uổng phí một chút nào. Ít ra thì hai vị cũng đã đến trước mặt của ta. Tiêu Giao Hồng, bây giờ tôi đã vạch trần được sự sắp xếp của huynh. Huynh đừng hòng lợi dụng Liên phu nhân để dụ tôi nói ra tông tích của bảo tàng. Tiêu Mẫu này không chịu mềm cũng không chịu cứng đâu. Tôi thật sự không hiểu huynh còn có thể tốn công sức gì vào người của tôi. Chẳng lẽ huynh thật sự muốn chọn con đường chết sao? Phải đó, ngươi không muốn sống cuộc sống không buồn lo hay sao? Ngươi có nghĩ cho Trầm cô nương không? Khoảng thời gian cô sống trong trà trang thì vui vẻ biết mấy. Mấy người dùng kế hại người như vậy thật là bị ổi. Đây là tuyệt chiêu giết người diệt khẩu của Trầm cô nương đó sao? À, ta hiểu rồi. Chẳng lẽ ta đã biết rõ tâm ý của Trầm cô nương? Cô muốn sống chung với Tiêu Thập Nhất Lang, sợ ta truyền ra giang hồ. Cô... Nè, tuy những gì cô nói đó là sự thật, nhưng mà cô nói như vậy người ta cảm thấy khó chịu đựng lắm. Dạ. Thật ra hai vị cứ suy nghĩ kỹ đi. Hai vị đều là những người có số khổ, có thể vui vẻ hạnh phúc sống cuộc sống đơn giản ở bên nhau, như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng mà thật đáng tiếc, Tiêu Thập Nhất Lang huynh đã phá hỏng giấc mơ đẹp của Trầm cô nương.
Không sao đâu, chỉ cần huynh nói bí mật của bảo tàng cho ta biết, giấc mơ đẹp này có thể sắp xếp lại. Thực ra ở lại Sơn Trang cũng không có tệ đâu. Đời người như mộng, có lẽ đến cuối cùng chỉ là giấc mộng xuân thu. Tiêu Mộ cũng không muốn làm phiền nữa. Huynh không muốn nói, ta cũng không ép buộc huynh. Nếu huynh muốn đi, ta cũng không hề cản trở. Được, nếu nói như vậy, chúng tôi xin phép cáo từ. Đi. Tốt. Ngoạn ngẫu Sơn Trang, bây giờ chúng ta tính sao? Yên tâm, rời khỏi nơi đây tôi sẽ giải độc giùm cô. Tại sao lại như vậy? Thì ra chúng ta đang ở trên một ngọn núi cao.